Trước đó, tại sân vận động thị xã Sapa, ban tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa tổ chức sơ duyệt chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm với chủ đề Sapa diệu kỳ. Tham dự buổi sơ duyệt có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa có thời lượng khoảng 65 phút với sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên. Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, gồm đủ các loại hình nghệ thuật như ca múa, nhạc, diễn xướng dân gian, hoạt cảnh, diễn kịch, hình thể, hiệu ứng cổ động trên sân khấu đa không gian, đa chiều, đa tầng, thể hiện đan xen, gắn kết chặt chẽ cùng lời bình, video clip kết hợp hệ thống màn hình LED. Đánh giá cao ý đồ nghệ thuật, sự cố gắng, nỗ lực của các nghệ sĩ, diễn viên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường và các đại biểu cũng chỉ ra một số điểm cần chú ý thay đổi, điều chỉnh các tiết mục phù hợp với phong tục tập quán, văn hóa của người dân bản địa, đảm bảo yếu tố chính trị. Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ tiếp tục tổng duyệt chương trình lần 1 vào 19 giờ ngày 21 tháng 9 và tổng duyệt lần 2 vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 9.